Xin chào các bạn, mở máy bằng nhận diện khuôn mặt vốn đã rất phổ biến trên các thiết bị smartphone, bắt đầu từ iPhone X của Apple trong năm 2017. Nhưng không nhiều người dùng cá nhân biết rằng, tính năng mở máy bằng nhận diện khuôn mặt vốn được Microsoft nghiên cứu và triển khai từ rất lâu trên các thiết bị của mình. Cụ thể là vào năm 2015, khi hãng cho ra mắt chiếc Surface Pro 4 thế hệ mới của mình, Microsoft đã làm bất ngờ trước công chúng khi giới thiệu về tính năng mở máy bằng nhận diện khuôn mặt mà hãng gọi là Windows Hello. Chỉ cần bật tính năng mở khóa bằng Windows Hello, lập tức máy Surface sẽ quét khuôn mặt của bạn. Các lần mở máy sau, chỉ cần bạn nhìn vào webcam camera của Surface sẽ tự động nhận diện và mở máy cho bạn. Đây được xem là tính năng đi trước thời đại của Microsoft. Và các máy tính Surface cũng định nghĩa lại cho các hãng sản xuất laptop khác như Dell, HP, Lenovo học theo tính năng Windows Hello này. Mới đây nhất, Microsoft đã lên kế hoạch nâng cấp thêm webcam độ phân giải 4K Windows Hello cho các thiết bị chạy Windows 10, Xbox của hãng. Với việc nâng cấp độ phân giải webcam 4K thì việc mở khóa máy, tốc độ nhận diện khuôn mặt sẽ trở nên nhanh, tốc độ hơn, đồng thời sẽ giúp nâng cao bảo mật máy hơn với các mẫu máy laptop đang sử dụng mở khóa bằng việc gõ mật khẩu hoặc là cảm biến vân tay. Giám đốc mảng Surface của Microsoft, Panos Panay, tiếp tục gợi ý về các cơ hội phần cứng mới cho tương lai của thiết bị Surface, Xbox và có thể là các thiết bị smartphone. Có vẻ như Microsoft đã rất quyết tâm trong việc gia tăng trải nghiệm người dùng, tối ưu bảo mật thông tin dữ liệu máy tính cá nhân, điều mà các hãng công nghệ lớn như là Apple, Facebook, Google, Amazon tiếp tục đang dính bê bối lộ thông tin người dùng trong thời gian gần đây. Việc nâng cấp webcam 4K không chỉ có thêm người dùng, khách hàng của Microsoft thêm tin tưởng thương hiệu của hãng, mà còn giúp các nhà đầu tư, các cổ đông chiến lược của hãng thêm tin tưởng hướng đi trong tương lai của các thiết bị Surface, Xbox và có thể là smartphone là đúng. Với các game thủ hay sử dụng các thiết bị Xbox thì việc mở máy sử dụng chơi game chỉ bằng một cách rất đơn giản, nhìn vào camera webcam 4K của thiết bị quả là điều thú vị. Với tham vọng lấn sân sang cả mảng trí tuệ thông minh nhân tạo AI, với camera webcam 4K này, Microsoft sẽ trang bị trước cho các thiết bị phần cứng của hãng đón đầu xu thế các app ứng dụng, các trò chơi có tích hợp AI và webcam 4K này. Rõ ràng chiến lược đi trước thời đại của Microsoft lại một lần nữa được khẳng định. 2015 là bảo mật bằng khuôn mặt, 2019 sẽ là webcam 4K tích hợp công nghệ AI. Hy vọng cho năm 2019, Surface Book 3 sẽ được ra mắt và có tích hợp webcam 4K và Surface Việt sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm và review thêm cho các bạn về tính năng này. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm Surface Book chính hãng đang được giảm giá 1 triệu cùng các quà tặng hấp dẫn như là túi đựng cao cấp, chuột Surface, bút Surface, voucher giảm giá 500k thì có thể truy cập website surfacevietviet.vn để tham khảo thêm thông tin. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Surface Việt Channel.